Như chúng tôi đã thông tin, vào khoảng 1 giờ sáng 25/9, tại xóm Phố Mỹ, xã Lương Phú, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ thảm án khiến 3 người tử vong. Theo đó, thời điểm trên khi gia đình anh Nguyễn Văn Hoạt, 42 tuổi, hàng xóm, đang ngủ thì Tiến cầm dao sang nhà rồi dùng hung khí sát hại anh Hoạt. Chị Trần Thị Hằng, chị dâu anh Hoạt, và cháu Nguyễn Văn Hình, 13 tuổi, con trai. Ngoài 3 nạn nhân tử vong, Tiến còn cầm dao chém 4 nạn nhân bị thương là Nguyễn Văn Bích, sinh năm 1967, Vũ Văn Nguyên, sinh năm 1980, Nguyễn Thị Ngọt, sinh năm 1992, và Vũ Đức Nhân, sinh năm 2013. Các nạn nhân bị thương hiện được cấp cứu tại một số bệnh viện ở huyện và tỉnh. Ngay sau đó, cơ quan công an đã có mặt, khống chế đối tượng, đưa về cơ quan công an. Tìm về hiện trường sáng nay, ngôi nhà nghi phạm Tiến có người thân đến, động viên người vợ. Thời điểm chúng tôi đến, anh Khoa con rể của Tiến cũng đang có mặt tại nhà bố vợ mình. Căn nhà nơi Tiến sống cách ngôi nhà 3 nạn nhân chỉ chừng 100m. Theo anh Khoa, nhận được tin dữ về vụ việc, anh chạy vội về nhà bố vợ. Lúc anh có mặt, cảnh tượng kinh hoàng vẫn còn nguyên, mấy người tử vong nằm dưới đất, máu me be bét. Phải đến khi người dân đánh vào đầu khiến Tiến bị thương tích, người này mới có dấu hiệu bình thường trở lại. Trong khi đó, bố vợ của anh vẫn đang trong trạng thái hoảng loạn. Ngay sau đó Tiến được đưa vào bệnh viện, rồi cơ quan công an đến bắt giữ. Theo lời anh Khoa, bố vợ anh có triệu chứng của bệnh thần kinh. Trước khi gây án 10 ngày, người đàn ông này đã phải đi khám và mua thuốc đau đầu để uống. Bình thường bố sống với mẹ, sáng nay bố tỉnh dậy đi ra ngoài mẹ cũng chỉ nghĩ là bố đi vệ sinh rồi vào, không ngờ lại như thế này. Bố tôi có triệu chứng của bệnh thần kinh. Dự định sáng nay đưa bố đi Hà Nội thăm khám, vậy mà giờ đây. Sau khi xảy ra chuyện, mẹ tôi sốc nặng nằm một chỗ không đi lại được. Vợ tôi cũng vậy khóc suốt. Chúng tôi đã đưa bố đi khám ở viện huyện nhưng chưa tìm ra bệnh. Bình thường bố tôi không có gì bất thường cả, có lẽ đêm qua thấy bố tôi gõ cửa hàng xóm cứ nghĩ là ông ấy nhờ gì họ. Chứ nếu mà có mâu thuẫn hay hiềm khích gì, nửa đêm họ không bao giờ mở cửa. Các nạn nhân cũng có quan hệ họ hàng với bố tôi, sáng nay chúng tôi cũng đã sang thăm hỏi, anh Khoa chia sẻ. Chia sẻ thêm với phóng viên, ông Bùi Thế Tị là hàng xóm của gia đình Nguyễn Văn Tiến và các nạn nhân cũng cho biết. Ông Tiến ở địa phương trước đến nay là người hiền lành, không hề có mâu thuẫn hay xích mích với ai. Thời gian gần đây cũng không có biểu hiện gì quá bất thường, chuyện xảy ra quá bất ngờ. Đến giờ này vẫn không ai có thể tin được, ông Tị nói. Bên ngôi nhà kế bên, gia đình chị Ngô Thị Nguyệt đã không còn đủ người để tổ chức tang lễ, người chồng và con trai duy nhất của chị đã ra đi. Người thân của chị Nguyệt đã phải nhờ đến anh em họ và các cháu để đứng ra tổ chức tang lễ và đáp lễ với những người đến viếng thăm. Di ảnh các nạn nhân xấu số. Liên quan đến vụ thảm án này, hiện các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện huyện Phú Bình, một nạn nhân nặng nhất đang được cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Thái Nguyên. Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.